Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh bền vững và xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, có phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Hai cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, thư, điện tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 3 năm từ năm 2021 đến năm 2023, triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thể hiện sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện mang tầm chiến lược của người đứng đầu Đảng ta đối với những vấn đề quan trọng của đất nước là tài liệu quý để các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức Đảng nghiên cứu, quán triệt nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Việc xuất bản hai cuốn sách này là sự tiếp nối các cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư đã xuất bản trong nhiệm kỳ khóa 11 và khóa 12 của Đảng nhằm lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung, giá trị của hai cuốn sách quý đến với bạn đọc trên cả nước. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cũng phát hành bản điện tử hai cuốn sách của Tổng Bí thư trên địa chỉ website http 2 2 gạch chéo sách quốc gia.vn